chấn động, giới tiên tri tiết lộ chính xác 100% cuộc đời tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, được lộc bề trên, phúc lớn mệnh dày, càng già càng giàu có, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Minh Đường Tử Vi rất vui được gặp lại và đồng hành cùng quý vị anh chị trong video ngày hôm nay. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc, biết trước để tránh xa vận hạn, giữ được những gì đang có. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết khổ trước sướng sau thế mới giàu, thế nhưng trên thực tế, đa số khổ trước, khổ cả sau, thậm chí nhiều người còn nợ ngập đầu, bao năm lam lũ, cày cuốc như trâu mà vẫn có hết khổ được đâu. Đối với bản mệnh Nhâm Dần 1962, thử hỏi ở ngoài 60, có mấy ai không phải phiền não về chuyện cơm áo gạo tiền. Sau từng đó ngót nghét nửa đời người, vất vả tranh đua trên từng dặm đường, thì có lúc nào an vui không lo toan. Ngày lo được, đêm lo mất, chẳng biết mái tóc đã chớm bạc, làn da đã sạm từ bao giờ, có người vì mệt đời quá đành buông gánh nặng mà bỏ đi xa. Có người bị bất lực quá chỉ biết đứng góc ngẩn ngơ giữa cuộc đời vô cảm nổi trôi. Nhưng quý tín chủ Nhâm Dần ơi, ông trời sẽ chẳng lấy hết của ai cái gì bao giờ đâu. Cuộc sống là do mình lựa chọn, nhưng bên cạnh đó cũng cần thiết phải biết nắm bắt những cơ hội trong cuộc đời để lội ngược dòng đổi vận thành công. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về diễn biến tử vi chọn đời của cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, cầm tinh con hổ. Để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Đặc biệt quý mệnh chủ Nhâm Dần sẽ phải chuẩn bị những gì để xoay chuyển vận trình, vượt qua khổ ải, vạn sự hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Cuộc sống bình an, không phải lo toan, tiền của đủ đầy trong những năm tháng sau này của cuộc đời mình. Vậy xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Quý vị thân mến, vận mệnh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc. Cùng với đó, mỗi người sẽ ứng với một tuổi, một con giáp cố định suốt đời. Tử vi chọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quát về số mệnh theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người. Theo tử vi chọn đời của 12 con giáp, cô bác tuổi Nhâm Dần cuộc đời có nhiều may mắn trong cuộc sống, cuộc đời đầy tươi sáng và luôn luôn có nhiều tốt đẹp. Ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời, nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an cho người thân gia đình, khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân. Đến hậu vận mới được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc trời ban, sống cuộc đời sung túc thọ dài bên con cháu. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Năm sinh âm lịch, Nhâm Dần 1962, Nhâm Dần 1962 hay còn được gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức là hổ qua rừng, mệnh kim bạch kim, là vàng trang sức. Cung mệnh nam 1962, nam cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Cung mệnh nữ 1962, nữ cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh, màu tương hợp, vàng, trắng. Màu tương khắc, đỏ, Phật ban phúc, Đại Nhật Như Lai, Phật ban trí, Bất Động Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ, Hư Không Tạng Bồ Tát. Hướng hợp nam 1962, đông bắc, tây, tây bắc và tây nam. Hướng hợp nữ 1962, bắc, nam, đông, đông nam. Con số hợp mệnh 2, 5, 6, 7, 8, con số khắc mệnh 9. Theo tử vi chọn đời tuổi Nhâm Dần, người tuổi hổ mệnh có phúc tinh, có người che chở nên gặp dữ hóa lành, họ có tài năng hơn người, lại dũng cảm dám nghĩ dám làm. Vì thế mà có thể làm nên đại sự, từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc. Về tài lộc, người tuổi Nhâm Dần có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Đối với họ, thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Dù không quan tâm nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi dào bất tận, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi. Về tình cảm, đây là người giàu cảm xúc, có nhân duyên tốt, tuy nhiên tình cảm phong phú nên họ thường đau đầu về chuyện hôn nhân. Tình yêu, trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với cha mẹ, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Trong cuộc đời, được ông quan đế độ mạng, ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền, vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang chung vận sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Nên chú ý ăn uống giữ gìn sức khỏe, tuổi thọ trung bình từ 67 đến 92 tuổi. Nhưng nếu ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ,
sống thọ đến già, hưởng lộc con cháu từ năm 55 tuổi. Tính cách tử vi chọn đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, có thiên can là Nhâm, thiên can Nhâm là can đứng thứ 9 trong 10 thiên can gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của thực vật, bởi có tính tuần hoàn nên đứng trước Nhâm là Tân và đứng sau là Quý, thiên can Nhâm chỉ hạt quả, trái cây được phát tán rộng rãi khắp nơi, bắt đầu chuẩn bị nảy mầm. Về phương hướng, thiên can Nhâm chỉ vị trí phương chính Bắc trong ngũ hành, can Nhâm tương ứng với hành thủy, theo thuyết âm dương thì can Nhâm là dương thủy. Thiên can Nhâm tượng trưng cho quẻ khảm, cũng là thủy, Nhâm thuộc dương thủy, có tượng là thác nước, mưa bão, những con sóng lớn, nước của biển lớn, có tính mạnh mẽ lôi cuốn nhưng không ổn định. Tính cách người tuổi Nhâm Dần vì thế rất nhiệt tình, cuồn cuộn như dòng sông đang trôi chảy, nhanh nhạy, giỏi ứng biến, họ thường xuyên tươi cười thân thiện với mọi người, rất ít khi gây thù chuốc oán, Nhâm thủy là anh em của nước, nên người thiên can Nhâm có tính kiềm chế và bao dung, hào phóng, có khả năng bảo bọc, tràn đầy dũng khí. Tuy nhiên họ cũng có tính ỷ lại rất cao, làm việc không tập trung cao độ và chậm, họ có trí tuệ hơn người, đa tài đa nghệ, văn võ song toàn. Tuổi Nhâm có lối suy nghĩ lạc quan và có tính hướng ngoại, có mưu lược và biết nắm lấy thời cơ. Người tuổi can Nhâm thông minh nhưng hay ít chịu khuất phục trước người khác. Ngoài ra, những người có can Nhâm thường dễ xúc động hay thay đổi thái độ nên người bên cạnh khó mà thích ứng được, họ thiếu tính tỉ mỉ, làm việc thường qua loa nhưng ít khi nhận lỗi, tính cách của họ độc lập và tự phụ rất cao, nắm được thiên thời nên dễ chiếm được tiện nghi trong nhiều hoàn cảnh. Nhâm là thủy, nếu có phúc thường nhiều tiền và có nhiều tài sản, là biển lớn, nên trong kinh tế thương trường rất nhanh nhạy và sung mãn, trí tuệ hơn người, nhanh nhạy khéo léo trong giao tiếp, giỏi kiếm tiền, họ cũng có tham vọng lớn, nhưng vì trên mình con át bích, nên nếu kém phúc cần phải chú ý tới ngày, tháng, năm, xem có hợp tuổi với mình không, thì hãy quyết định hành động. Vận mệnh người thiên can Nhâm dương thủy, Nhâm Dần có bản chất linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao của can Nhâm, chi Dần thích phiêu lưu mạo hiểm, có tài chỉ huy, cuộc sống của Nhâm Dần phong phú, tình cảm dồi dào, đôi khi thích khác người và có nhiều tham vọng nên họ thường không bao giờ vừa lòng dù đã ở vị trí cao. Người tuổi Nhâm Dần sinh vào mùa thu hay các tuần lễ giao mùa thì thuận mùa sinh, vì Nhâm biến vi vương nên người có thiên can Nhâm phải lấy phúc đức làm trọng, cần luôn luôn ôn hòa, vị tha và biết chia sẻ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp. Nếu họ chịu khó học hỏi, khiêm nhường, sẽ được quý nhân phù trợ, nhiều trợ giúp từ quân tử. Tuổi này học hành đến nơi đến chốn, tu thân dưỡng đức sẽ được hưởng giàu sang phú quý, có lúc sướng như vua. Nếu như họ thân nhược, dựa vào kim thủy để bổ cứu, thì cuộc đời sẽ bôn ba, bỏ ra nhiều nhưng nhận lại được ít. Còn nếu người can Nhâm thiên về khảm thủy, sẽ bị biến cách. Khi rơi vào môi trường hoàn cảnh không tốt hoặc kém phúc, thì tham vọng lớn sẽ chuyển sang tiêu cực đạo đức kém, rất dễ bị bệnh do tệ nạn xã hội. Người Nhâm thủy thường kém vận con cháu, đặc biệt đối với nữ, thủy sinh mộc là con cái, mộc khắc thổ, thổ là vu tinh của phụ nữ Nhâm thủy. Con cái khắc chồng sẽ gây khó xử cho người mẹ và ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Thủy khắc hỏa là tài, thủy cần có hỏa sưởi ấm, qua đó con cái sẽ làm hao tổn tiền bạc của mẹ. Bên cạnh đó, Nhâm thủy nếu hợp hóa thành công với đinh hỏa, gọi là hữu tình chi hợp sẽ trở thành mộc, có thể sinh sôi vạn vật, nếu hợp với đinh nhưng không hỏa, thì chỉ có thể sinh, chứ không thể sinh tuần hoàn không ngừng nghỉ, người Nhâm thủy và người quý thủy hợp tác với nhau cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Về mặt tình duyên, vì đào hoa ngộ triệt, hồng loan ngộ cô quả, nên đa số người tuổi Nhâm Dần thường có vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. Tuổi Nhâm Dần hợp với canh ngọ, giáp ngọ, bính ngọ, bính tuất, canh tuất, nhâm tuất, mậu dần, nhâm dần và hành thổ, kim thủy. Tuổi Nhâm Dần kỵ với bính thân, canh thân và các tuổi mệnh hỏa, mộc, mang hàng, can mậu, kỷ. Xem tính cách vận mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 theo địa chi Dần. Tuổi Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Theo tử vi chọn đời thì tuổi Nhâm Dần tính tình dũng cảm, mạnh mẽ khó lường, cực kỳ ghét phải tuân thủ mệnh lệnh và không hài lòng với quyền lực của người khác. Họ chọn làm lãnh đạo hay là kẻ nổi loạn. Con giáp này rất nhạy cảm, giàu cảm xúc quyến rũ nhưng hung hăng bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ đi theo chủ nghĩa chính nghĩa, ghét vòng vo tam quốc. Nếu muốn cuộc sống yên ổn bình an, thì có lúc bạn cũng phải phối hợp biểu diễn với một vài người trong xã hội. Cũng có lúc vì tính cách quá thẳng thắn, nên Nhâm Dần cũng mạo phạm đến cả cấp trên của mình. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này.
Với đồng tiền, người tuổi Dần không thực sự ưa thích, nhưng không có nghĩa họ vô sản. Kỳ thực, họ không để ý đến vật chất cho lắm, họ không bị đồng tiền chi phối. Người tuổi Dần không thể bị quyền uy chi phối hay bất kỳ luật lệ bất công nào áp chế, họ sẽ liều mạng vì lý tưởng chính nghĩa của mình. Ông trời đã ban cho họ vỏ bọc của vị chúa Sơn Âm, uy quyền, cao cao tại thượng, vì ưa động hay thay đổi nên đến năm 50 tuổi vẫn chưa tìm được vị trí đích thực cho mình. Người này có khả năng làm trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, họ có khát vọng trở thành người đứng đầu, tính cách hào sảng rộng rãi, nên dễ trở thành tiêu điểm trong đám đông. Người tuổi Dần không hợp với công việc văn phòng hay những công việc bị người khác điều chỉnh giới hạn. Với tính tình thẳng thắn, tuổi Dần dễ được người khác tín nhiệm mà bước chân lên vị trí lãnh đạo, nhưng ngược lại thì kẻ địch xung quanh cũng không phải là ít. Người tuổi Dần có một cuộc đời lên xuống bất định, tuổi trẻ dễ thành công nhưng cũng rước vào không ít đố kỵ đả kích. Theo luận giải tử vi chọn đời tuổi Nhâm Dần, người tuổi Hổ rất được lòng người. Phụ nữ thường thông minh nhân hậu, cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người. Vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể, đây cũng là một khí chất của một người lãnh đạo. Cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, lại kém trong khả năng hợp tác và làm việc với người khác, nên dễ bị đối thủ cô lập, nên khắc phục nhược điểm này để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Ưu điểm của người tuổi Dần là sự tự tin, dám nghĩ dám làm, tuy tính cách có phần cố chấp, thậm chí là độc đoán chuyên quyền. Song họ không e ngại trước bất cứ thách thức nào, dám mạo hiểm, dám theo đuổi ước mơ, luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Theo tử vi, vận mệnh người mạng tuổi Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn để có được sự nghiệp vững vàng. Thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy bạn cần phải luôn ghi nhớ, phải thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Tiếp theo, chúng ta cùng bàn luận chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Nhâm Dần 1962. Tài vận chọn đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Theo tử vi chọn đời, tuổi Nhâm Dần có đường tài lộc khá. Những người này có số may mắn, có nhiều tài lộc được quý nhân phù trợ, do đó họ sẽ khá thành công trong công việc và cuộc sống. Những người tuổi Nhâm Dần có khả năng làm giàu rất cao, bởi vì họ rất có năng lực và dũng cảm, họ luôn lạc quan và vui tươi yêu đời. Khi có tiền họ rất rộng rãi chi tiêu cho bạn bè và người thân, vì thế mà tuy thu nhập không tồi, nhưng tiền bạc tích lũy chẳng được là bao. Họ vui vẻ vì được làm điều mình thích, tự hào vì lý tưởng mà mình theo đuổi, nhưng khi còn trẻ, họ cũng gặp nhiều thất bại. Do chưa có kinh nghiệm xã hội, các sản phẩm tài chính được mua và các vấn đề đầu tư mà họ thực hiện có thể đảo lộn và gây ra những thiệt hại kinh tế không đáng có cho bản thân. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, họ đã tích lũy được rất nhiều bài học từ thất bại và họ cũng có rất nhiều người cô bác tốt có thể góp ý. Vì vậy, về con đường kiếm tiền sẽ ổn định hơn, khả năng giàu lên trong một sớm một chiều cũng rất lớn. Theo đó, thầy tử vi dự báo vận trình trong năm 2024 này, những người tuổi Nhâm Dần sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ khi bước vào thời gian này. Vận khí của cô bác có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng, công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư giả hơn trước rất nhiều. Trong năm nay, nếu có cơ hội với một công việc mới hoặc được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của cô bác, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội, đôi khi thời cơ đến khá bất ngờ. Hãy lạc quan và mạnh dạn hơn, ngay cả khi cô bác thường không dám chấp nhận rủi ro, lo ngại bước ngoặt trong vận mệnh của mình. Có thể sẽ không suôn sẻ, thì cô bác vẫn có thể cố gắng thử thách bản thân và làm việc chăm chỉ để thoát khỏi vòng kìm kẹp của vận đen trong những năm trước đó. Đặc biệt, cơ hội đầu tư tốt sẽ tới với người làm kinh doanh buôn bán, giúp bản mệnh có thể gặt hái thành tựu vang danh, tiếng lành đồn xa. Qua đó uy tín của Nhâm Dần ngày càng được củng cố, khách hàng kéo đến nườm nượp, tất nhiên sẽ kéo theo lợi nhuận tăng vọt. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng đưa ra lời khuyên tài chính cho bản mệnh, đừng đầu tư vào những phi vụ mà bạn không có khả năng quản lý hoặc nằm ngoài chuyên môn cá nhân. Đồng thời phải cẩn thận với các mối giao hữu, tuyệt đối không được đầu tư một cách nóng vội, hãy luôn quan sát và đánh giá độ tin cậy của bạn bè, người quen, cũng như tình hình tài chính của họ trước khi tham gia hợp tác. Bản mệnh nên tích cực lắng nghe và làm theo lời khuyên từ những người đi trước, việc này sẽ giúp hạn chế nguy cơ phá sản. Bên cạnh đó, ở tuổi ngoài 60, Nhâm Dần cũng cần sắp xếp tiền bạc hợp lý. Cô bác nên tiết kiệm một phần, đầu tư một phần vào việc quản lý tài chính và sử dụng một phần cho chi tiêu hàng ngày. Chi tiêu không nên quá nhiều,
nhất là những thứ hào nhoáng xa xỉ để tránh lãng phí. Sự nghiệp chọn đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Nhâm Dần là người thông minh sáng tạo, có con mắt nhìn xa trông rộng, họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình. Bởi vậy, những người này sẽ luôn đưa ra quyết định chính xác, đúng thời cơ. Tuổi Nhâm Dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhờ vào tài năng lãnh đạo tổ chức của mình, mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, để mà nói thì tuổi Nhâm Dần thích những công việc có tính cạnh tranh cao, bản lĩnh sự nhanh và năng lực phán đoán của họ được thể hiện rõ ràng nhất khi tham gia vào những môi trường sôi động và có nhiều biến đổi. Họ không chịu nổi những công việc có tiết tấu chậm rãi, lặp đi lặp lại và cố định. Đây là những người thích hợp để tôi luyện bản thân qua thử thách, từ đó tìm được con đường tới thành công. Mang trong mình tư tưởng chính nghĩa mạnh mẽ, con giáp này căm ghét sự lươn lẹo không đàng hoàng, thêm vào đó họ có tính bốc đồng. Nếu thấy việc sai trái, thì cho dù là cấp trên của họ, những chú hổ cũng sẽ không ngần ngại mà mạnh dạn bày tỏ sự phê bình của mình. Cả cuộc đời con giáp này luôn tâm huyết, chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Nhâm Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra, tuổi Nhâm Dần cũng có lúc mệt mỏi áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc vươn lên phát triển bản thân. Đối với tuổi Nhâm Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể, họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần, thường xuyên ta có thể dễ dàng thấy được một điều quan trọng nữa mà tuổi Nhâm Dần cần quan tâm là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng nảy. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa. Hơn nữa, bản tính chóng chán cộng với khát khao thử thách khiến họ đổi nghề nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Nhâm Dần tuy không thường xuyên đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Thế nhưng dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học hợp lý đem lại hiệu quả cao. Theo đó, khi xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cho thấy trải qua quãng thời gian tuổi trẻ đầy chông gai, thì từ sau năm 50 tuổi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, trong năm 2024 giáp thìn này, tuổi Nhâm Dần được quý nhân tương trợ, tinh thần phấn khởi nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này, giúp công việc thêm phần thuận lợi. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi cần. Công việc thuận lợi sẽ mang đến cho người tuổi Nhâm Dần một thời kỳ thịnh vượng về mặt tài chính, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong đầu tư và quản lý tài chính. Trong năm nay, sự khôn ngoan và quyết đoán của tuổi Nhâm Dần sẽ trở thành chìa khóa kiếm tiền, đầu tư kịp thời sẽ mang lại cho người tuổi Nhâm Dần lợi nhuận khổng lồ, đồng thời sự hợp tác với người khác và làm việc theo nhóm cũng sẽ trở thành khởi nguồn cho sự giàu có của tuổi Nhâm Dần trong năm. Làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích kinh tế lớn mà còn giúp tuổi Nhâm Dần học hỏi được nhiều điều. Tử vi tình cảm gia đạo chọn đời, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong chuyện tình cảm, đàn ông tuổi Nhâm Dần giống như một con hổ, mạnh mẽ biết chiều chuộng bạn gái và không ngại hy sinh. Chính vì vậy họ rất được phái nữ yêu thích. Trong đời sống gia đình, đây là người có tính gia trưởng, thích điều khiển mọi việc xảy ra theo ý muốn của mình. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần là người lãng mạn trong chuyện tình cảm, họ nhiệt tình và có tính độc chiếm cao. Tuy nhiên, điều này sẽ làm nửa kia của họ cảm thấy ngột ngạt và thậm chí nảy sinh chán ghét. Họ yêu ghét rõ ràng, hành sự dựa nhiều vào tình cảm cá nhân, có tư thái của nhà cầm quyền. Họ thích những thứ mới lạ, chán ghét cuộc sống gia đình đơn điệu và không muốn chịu sự bó buộc. Với tính cách mạnh mẽ, đây là những người phụ nữ làm chủ gia đình. Một mối lương duyên cũng cần được đầu tư công sức và thời gian mới có thể duy trì được trạng thái tốt đẹp, dù mới chỉ là người yêu hay đã thành vợ thành chồng. Hãy luôn thẳng thắn chia sẻ, biết thông cảm cho nhau và chăm sóc cho tình cảm đôi bên. Đừng áp đặt những cảm xúc cá nhân vào chuyện lứa đôi, tránh dẫn đến chuyện tan đàn xẻ nghé. Xét về bản năng, tuổi Nhâm Dần không thực sự là con người của gia đình vì cần rất nhiều tự do cho bản thân và một lịch trình hết sức khó dự đoán. Tuy nhiên, Nhâm Dần ổn định hơn trong cách sống và thể hiện cảm xúc dễ dàng hơn. Vì vậy, họ là tuổi Dần duy nhất có khả năng xây dựng các mối quan hệ gia đình sâu sắc và bền chặt.
Trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, nuôi dạy con cái, về hậu vận có số an nhàn, được hưởng lộc từ con cái, sống an nhàn thảnh thơi. Trong tử vi, quý nhân phù trợ của con giáp tuổi Dần này là tuổi Tuất, Hợi, Ngọ, trong đó cặp đôi Dần, Hợi được xem là sẽ ăn ý nhất khi kết hợp cùng nhau. Dần và Hợi hợp với nhau tạo thành một góc lục hợp, do đó Hợi được gọi là lục hợp quý nhân của Dần, bạn nên tìm đối tượng kết hôn trong số những con giáp này. Ngoài ra, tuổi Mão cũng được coi là đào hoa quý nhân của cung hoàng đạo này. Kinh dịch có nói, người tuổi Dần, Ngọ, Tuất sẽ mở được vận số đào hoa khi gặp tuổi Mão. Chính vì vậy, tuổi Mão được gọi là đào hoa quý nhân của những người tuổi Hổ. Tử vi sức khỏe chọn đời người tuổi Nhâm Dần. Theo tử vi chọn đời, tuổi Nhâm Dần được ông quan đế độ mạng, ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang trung vận sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm, nên chú ý ăn uống giữ gìn sức khỏe, tuổi thọ trung bình từ 67 đến 92 tuổi. Nhưng nếu ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống thọ đến già, hưởng lộc con cháu từ năm 55 tuổi trở đi. Còn xét theo địa chi, tuổi Dần thuộc hành mộc, đặc trưng của người thuộc hành mộc là trường thọ, tuy nhiên do bộ phận đại diện hành mộc trong cơ thể con người là gan. Gan lại có tác dụng chính là điều hòa âm dương, nóng lạnh trong cơ thể người, dẫn đến người hành mộc thường mắc bệnh về gan, gan có tác dụng lưu trữ và điều tiết máu. Sách Hoàng đế Nội Kinh có viết, gan là cái căn bản nhất của các bộ phận, vì vậy, người hành mộc còn dễ bị ứ máu. Thêm vào đó, Nhâm Dần còn cần chú ý tới các bệnh lý thần kinh, do người hành mộc dễ gặp các vấn đề liên quan tới kiểm soát cảm xúc, hãy nhớ bảo vệ chức năng gan, giữ cho gan thanh mát, tránh chất cồn, bia rượu. Đây chính là bí quyết để trở thành cổ thụ trăm tuổi dành cho người tuổi Nhâm Dần. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng 1 âm lịch, người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 1 có phẩm chất cao quý và tính cách tốt đẹp, là người sống tình cảm, trọng chữ tín, họ được mọi người yêu quý và tin tưởng. Gia đạo yên vui đầm ấm, công danh sự nghiệp thuận lợi, dễ gây dựng được cơ đồ lớn là đặc điểm nổi bật về vận mệnh của người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 1 âm lịch. Sinh tháng 2 âm lịch, đây là những người thông minh tài giỏi, có tư duy nhạy bén và sắc sảo, họ thích khám phá nhiều điều mới lạ và luôn suy nghĩ chu toàn mọi việc trong cuộc sống. Bạn có thể giao những trọng trách lớn cho người này để phát huy hết sở trường và nhanh thành công. Người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 2 nên chọn các công việc liên quan đến tài chính, kinh doanh, bất động sản. Sinh tháng 3 âm lịch, từ khi sinh ra, người tuổi Hổ tháng 3 đã rất thông minh, IQ cao, tiếp thu nhanh và nhạy bén, nếu được nuôi dạy trong môi trường tốt, người này dễ thành công và trở thành niềm tự hào của gia đình. Trong cuộc sống, họ sẽ gặp nhiều vận may, cơ hội tốt để thăng tiến. Sinh tháng 4 âm lịch, tính cách người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 4, thân thiện, hòa nhã và dễ gần, bên cạnh đó họ cũng rất hiểu chuyện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng của mình. Người này thích cuộc sống bình dị, không khoa trương và muốn vi vu khắp nơi trên thế giới, họ có vận số rất tốt, trong công việc hay cuộc sống đều suôn sẻ thuận lợi. Sinh tháng 5 âm lịch, tháng 5 là lời giải phù hợp nhất cho câu hỏi tuổi Nhâm Dần sinh tháng nào tốt nhất. Đây là những người giàu lòng nhân ái, chính trực, mạnh mẽ và ưa mạo hiểm, tuy nhiên họ lại khá cố chấp và cổ hũ, tư duy truyền thống. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hổ sinh tháng 5 thường sáng lạn, thành công và có số hưởng phúc. Ngoài ra họ có gia đạo hòa thuận, con cái hiếu thảo, yêu thương kính trọng ông bà bố mẹ. Sinh tháng 6 âm lịch, nhìn chung, người cầm tinh con Hổ sinh tháng 6 có tính cách rất mạnh mẽ, ưa mạo hiểm và thích xông pha, họ sống cuộc đời tự do tự tại và khá lạc quan. Mặc dù công việc không thuận lợi suôn sẻ như mong muốn, luôn bị các yếu tố bên ngoài cản trở và tác động. Sinh tháng 7 âm lịch, người cầm tinh con Hổ sinh vào tháng 7, hầu như đều có chí hướng lớn, hiểu biết và kiên định hơn người, họ thích thể hiện bản thân và muốn xông pha. Trong cuộc sống tuy gặp nhiều thử thách khó khăn, nhưng nếu vượt qua được họ sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sinh tháng 8 âm lịch, tháng 8 là tiết lập thu, người tuổi Hổ sinh tháng này thường nhìn xa trông rộng, tài giỏi hơn người, gan dạ và kiên cường, đặc biệt họ có tài năng văn chương, tâm hồn lãng mạn và mơ mộng, nếu đi theo nghiệp viết lách, người này rất dễ thành công và nổi tiếng, người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 8 dễ thành công nếu theo nghiệp viết lách, văn chương. Sinh tháng 9 âm lịch, người tuổi Nhâm Dần sinh vào tiết Hàn Lộ, thường không gặp được nhiều may mắn, tính cách của họ không tốt, nóng nảy, bốc đồng, đôi lúc làm việc thiếu quyết đoán. Khi gặp khó khăn, người này dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, không biết cách xử lý triệt để, dù có tài mưu lược hơn người, song sinh tháng 9 thiếu kiên cường ý chí,
vì vậy họ khó làm nên nghiệp lớn. Sinh tháng 10 âm lịch, tính cách của những người cầm tinh con hổ sinh tháng 10 rất thoải mái, dễ chịu, coi trọng tình cảm bạn bè và sống có trách nhiệm. Với lợi thế giỏi giao tiếp, họ dễ kết bạn, có quan hệ xã hội rộng, tuy nhiên đường tình duyên của người này khá lắt léo, sự nghiệp cũng không thuận lợi. Sinh tháng 11 âm lịch, sinh ra trong tiết trời lạnh giá, người tuổi hổ có ý chí phấn đấu vươn lên, họ quyết đoán mạnh mẽ và tự lập, công việc sự nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn do bị người khác quấy phá ghen ghét. Thế nhưng với năng lực của bản thân, họ dễ dàng giải quyết được các vấn đề phát sinh về tình cảm, cuộc sống hôn nhân của họ không hòa hợp, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã xung đột. Sinh tháng 12 âm lịch, đây là những người rất giỏi giang thông minh, quyết đoán và kiên định, đặc điểm nổi bật của họ là rất tự tin vào năng lực của bản thân. Vận mệnh cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 12 không quá tốt, họ phải tự lập về mọi mặt, không dựa dẫm hay nhờ vả được ai. Quý vị thân mến, mọi thứ trên đời đều có cái giá phải trả, hay đơn giản là sự quy đổi từ những cái ta có thể cho đi để đạt lấy những thứ ta đang nhiều mong muốn. Ta muốn phú quý giàu sang mà trời sinh ra không trao cho thìa vàng, đĩa bạc thì cái ta có thể quy đổi, cái ta có thể cho đi chính là sự chăm chỉ, sự kiên cường, nỗ lực và bền chí, bền tâm, thiện tâm và cầu tiến, cầu thị, không chê việc nhỏ, không ham lợi lớn, không sân si những việc không liên đới đến bản thân. Học và làm, tập trung vào câu chuyện của mình, bài toán của bản thân rồi từ từ mà mưu toan sự nghiệp lớn. Ta muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc an bình thì cần quy đổi là sự bớt chơi, bớt lang thang, bớt mơ hoang, bớt chành mảng, giữ cái đạo thủy chung, giữ cái mốc người mình thương, tránh mông lung rồi đổi gió, chú tâm đến gia đình, quan tâm đến bạn đời, hiểu việc kiếm tiền lo cho gia đình là khó, việc nhà đối nội đối ngoại càng khó hơn. Hiểu không phải để kể công, mà để dồn tâm chia sẻ cùng đồng hành vượt qua những bão bùng mệt mỏi khó khăn, chúng ta luôn mong thật nhiều muốn thật lắm, mà lại chẳng chịu dồn sức dồn tâm vào mà theo đuổi. Ở đời đâu có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cũng làm gì có sự tự thành nào tự may mắn mà nên, muốn gì thì phải cố vì nó, mong gì thì phải nỗ lực vì nó, ước mơ gì thì phải chiến đấu vì nó. Cho một kiếp nhân sinh nhiều ngược xuôi lắm mỏi mệt, tự thành có thể ở thiên ý, nhưng máu lửa là ở nhân ý, kiên trì là ở tâm ý. Từ những giọt xương cực nhọc, giọt mồ hôi bộn bề, những vất vả bền bỉ mà ta đã quy đổi mỗi ngày, rồi hoa sẽ nở, rồi quả sẽ kết, mật ngọt sẽ đọng về. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.